Ok, hello mọi người. Hello mọi người đến kênh Yêu Khen Go. Đặt một cái phòng này gọi là private, phòng này cho family, family nhỏ thôi. À, nhà sài gòn ra nè, phòng này cũng khá ok, khá ấm cúng luôn. Đây là cái bàn nhà gia đình khoảng 6 người, đúng kiểu truyền thống Nhật luôn. À, cái chăn này đẹp này, một cô gái ủ trà, da ua, bé xe. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. À, làm như là gia đình dùng nửa cắn. Ok, hôm nay mình sẽ review tiếp ăn ở quán Sakura. Ở đây là trong những quán sushi ăn đoạn Nhật ngon nhất ở Cần Thơ nha. Tất nhiên là ở dưới Cần Thơ thôi, nhưng mà cũng ok đó. Đó, mình uống nước ha. Có các loại bia, nước ngọt, có rượu sake. Mắc nó nha, chịu bà. Chịu ba luôn đó. Ồ, chắc là rượu luôn. Đó, đây là nguyên cái thuyền luôn nè. 3 triệu 7 luôn, cái này là mắc nhất luôn. Nhưng mà mình ăn không hết. Với lại nó có tôm hùm, nó mắc rồi mà anh em. Có tôm hùm nó mắc nha mọi người. Mắc nhất là 3 triệu 7 này, chắc 3 triệu con tôm hùm rồi 700 cái này thôi. Còn thuyền này là dành cho gia đình nhỏ, 1 triệu mấy nè. Nhưng mà mình thì có những loại cá mình không thích á. Mình không có order. Mình thích order mấy loại cá mình thích thôi. Mình thích nhất là cái món này. À, món tôm tươi rất là ngon, ngọt ngon. Đây là chùm xin này. Rất nhiều luôn ha, nhiều lắm, nhìn vô có gà luôn ha. Trứng mà trứng như kiểu lòng đào á, ngon. À. Đây là udon xào hải sản. Đồ Nhật á thì thường là phải có nước tương với ít gừng, wasabi. Rồi họ sẽ cho mình chén vậy. Ngon luôn. Đây luôn. Này chấm vô với cái này, nước này nó giống như là nước nước ăn bột chi. Không dám là ngọt mà cô bán ấy giòn nhưng mà ngọt ngon của tôm á, chấm cái nước này vô nó làm nó cảm giác như là cảm thấy ăn nhiều nó trung hòa cái vị luôn, nó ngọt ngọt chút. Mình có rau chiên rồi mọi. Rau chiên. Thử miếng udon này. Udon xào hải sản. Cái miếng gừng rau xào
hoặc thử cái phần này thử à, tôm chiên với gà với trứng rất đơn giản. Gà mềm, vị nó hơi lạ, chấm với tương. Chấm vô mặt đi. Bệnh ngủ. Bóp nè, bóp nè, lên lên lên. Chấm nhanh. Béo. Mình sẽ làm cái miếng chanh rất bình thường. Thử này, thử này.